tăng 2 cm mông giảm mỡ đùi trong lên cơ đùi sau 3 tuần để mông của bạn nhân to, giảm mỡ đùi trong. Khi tập bạn nên cảm nhận và bổ sung đủ protein cũng như là kết hợp thêm tập cardio nha. Bài thứ nhất squat 3 step zoom. Khi tập bài này bạn đi qua về theo tư thế squat 3 bước sau đó nhảy lên. Điều này sẽ giúp bạn vô tối ưu vào phần mông, đồng thời như được kết hợp thêm tập cardio trong bài tập vậy á, giúp bạn vừa giảm mỡ đùi trong và tăng cơ mông hiệu quả. Khi tập hơi thở đều, sau đó thở mạnh ra khi nhảy lên, hạ xuống hít vào nha, thực hiện từ 6 cho đến 8 rep trên một bài nha. Bài thứ hai squat one side. Bài này sẽ giúp bạn vô rất nhiều phần mông nhờ biên độ khi tập một bên xuống rất sâu, đồng thời dồn trọng tâm cho bài tập ở một bên. Bên cạnh đó thì khi mà các bạn lên cao sẽ giúp bạn lên cơ đùi trước và giảm mỡ đùi trong rất hiệu quả luôn. Xuống hít vào, lên thở ra nha. Bài số 3 lần cross squat. Bài này thì phải nói siêu vô phần mông, giảm mỡ đùi trong luôn. Vì khi bạn tập chéo của bài tập lần, bạn sẽ thấy gần như toàn bộ phần mông của chúng ta căng đét và dồn lực toàn bộ vô phần mông luôn. Còn khi lên thì bạn sẽ thấy là vô nhẹ ở phần đùi trong, giúp giảm mỡ đùi trong kết hợp thêm tập squat sẽ giúp bạn vừa vô mông nhiều và đùi nhiều. Một bài tập gần như hoàn hảo cho giảm mỡ đùi trong, lên cơ mông và tăng cơ đùi luôn á. Bài số 4 Wider Squat 3 Step. Bài này khi tập ở biên độ giữa 3 nhịp sẽ giúp bạn vô tối ưu ở phần mông và đùi trong. Còn khi lên hết biên độ sẽ giúp bạn vô nhiều ở phần đùi, giúp bạn lên cơ mông, giảm mỡ đùi trong, tăng cơ đùi được tăng lên gấp đôi luôn á. Khi tập nhớ cảm nhận cơ mông đùi để bài tập đạt kết quả tốt nhất nha. Bài số 5 Zoom Squat Step. Một bài yêu thích cho độ mông đùi của mình. Bài này dễ tập mà vô mông đùi rất là phê đó nha các bạn. Kỹ thuật thì tương tự các bài tập khác thôi, các bạn tập và cảm nhận nha. Đơn giản nhưng lại vào cơ mông đùi rất hiệu quả. Bài số 6 Wider Squat One Step. Tiếp tục là một bài to mông giảm mỡ đùi trong nữa. Bài này khi tập bạn luôn ở biên độ giữa, đồng thời khi bước lên và trở về, bài này sẽ không vô nhiều ở phần đùi nhưng bù lại vô rất nhiều ở phần đùi trong và mông tăng lên 50% luôn á. Xuống hít vào, lên thở ra nha. Bài số 7 Squat Kickback. Bài này sẽ giúp phần mông của bạn thêm to tròn, cải thiện họ mông. Khi tập squat sẽ giúp bạn lên cơ mông đùi, khi đã hậu sẽ giúp bạn vô mông và phần mông hõm cũng như là giảm mỡ đùi trong rất hiệu quả. Bài này các bạn thực hiện đều cả hai bên luôn nha. Bài số 8 lần to lần. Bài này theo mình là một bài lên cơ mông đùi hiệu quả toàn diện nhất, vì khi tập bạn sẽ thấy cơ mông đùi của chúng ta được tác động rất đều và liên tục, giúp đùi của chúng ta săn chắc, mông to tròn và đương nhiên chuyển động lên xuống sẽ giúp bạn là giảm mỡ đùi trong cũng rất hiệu quả đó. Và rồi chúng ta đã hoàn thành cái buổi tập độ mông to tròn. Nếu mà các bạn đang mong muốn là tăng cân tăng cơ thì hãy đến ngay với dòng sản phẩm là MarkFit. MarkFit hỗ trợ cho cái người gầy tăng cân tăng cơ, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, protein, carb fat, cung cấp nhiều năng lượng, hỗ trợ cho cái người gầy kinh niên mong muốn là tăng cân tăng cơ hiệu quả. Còn nếu mà các bạn mong muốn là giảm mỡ tăng cơ thì hãy đến ngay với dòng sản phẩm là Fit Body, cung cấp là đầy đủ chất dinh dưỡng, hỗ trợ tăng sức bền cũng như là nhiều protein hỗ trợ cho cái việc mà các bạn phát triển nhân cơ bắp. Còn nếu mà các bạn mong muốn là giảm cân tăng cơ thì hãy đến ngay với dòng sản phẩm là Soy Protein. Soy Protein thì cung cấp rất là nhiều protein cũng như là một bữa ăn thay thế hỗ trợ cho cái việc mà các bạn giảm cân tăng cơ hiệu quả nha các bạn. Đây